Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video ngắn thôi các bạn về việc là chỉnh lại team one shot rồng. Khi mà Yuna đã được hiệu chỉnh lại cái chiêu 2, bây giờ chiêu 2 của Yuna hiện tại đã bắt speed 3 lượt rồi các bạn. Trong video trước đây á, mình có hướng dẫn về build Ken, thì Ken mình build đến 192 speed để cho đủ lượng speed trong cái lượt thứ hai á các bạn, cái lượt mà vào rồng á thì Ken sẽ đi trước. Tuy nhiên thì mình sẽ vào trận luôn cho các bạn thấy, sau khi Yuna được bump speed lên 3 lượt á, thì mọi chuyện nó không được ổn lắm. Thì ở đây Ken vẫn đi trước các bạn, kéo theo Secret tiêu diệt Griner. Xong rồi Serie sẽ đặt debuff lên. Và như vậy thì Secret có thể tiêu diệt được một trong hai con creep này. Cứ nào cũng được, không quan trọng. Và sau khi Secret tiêu diệt xong thì các bạn thấy là Yuna sẽ bump attack speed lên các bạn. Speed kỳ này của Yuna nó là 3 lượt rồi, các bạn có thể thấy ở đây. Thì đây Ken có thể đánh con creep này, có thể không tiêu diệt được. Và Serie sẽ tung đòn kết liễu. Không sao cả, như mọi lần bình thường thì điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến one shot. Nhưng mà ở đây mình tắt auto. Tới lúc này thì nó sẽ ảnh hưởng các bạn, bởi vì Ken tới 190 speed mà cái buff speed nó cộng thêm 30% speed nữa các bạn. Có nghĩa là Ken có sắp xỉ gần 260 speed đó. Thì tới đây thì Ken sẽ vượt speed con rồng. Và như các bạn bấm auto bình thường thì Ken sẽ chơi chiêu 2 này đúng không? Kéo theo Secret rồi gây điểm bất phá giáp lên. Và như vậy thì con rồng nó không còn đầy máu nữa các bạn. Mà trên người của con rồng chỉ có một cái điểm bất là phá giáp, các bạn có thể thấy. Cái này là hên đó, là tại vì Secret đánh chảy máu được cho nên nó thành hai debuff. Tuy nhiên trong những trường hợp bình thường Secret không có build effectiveness thì sẽ chỉ có một cái debuff là phá giáp thôi. Như các bạn thấy ở đây là con rồng nó chỉ ăn một debuff thôi nè, là phá giáp. Cho nên là nó sẽ đánh Series chứ nó không có bắn Yuna nữa các bạn. Như vậy thì khi mà Series bị tiêu diệt rồi á, sát thương của Secret sẽ không đủ để quánh con rồng này. Và như vậy thì con rồng này nó sẽ làm nhiều trò tứ lung tung khác. Ở đây hên là nó vẫn còn đánh được Yuna chứ. Và Ken kéo đưa tắt cho nên mới thành công, chứ không bình thường là sẽ bị thất bại các bạn. Và thậm chí nếu con rồng nó bắn Secret là xong, bay luôn cái turn đó. Thì làm thế nào để khắc phục cái điều này thì cũng rất là dễ. Nếu như mà các bạn có Sinful Angelica, các bạn có thể sử dụng lại Sinful Angelica, bởi vì chiêu thức cũng y chang các bạn. Yuna thì trước đây mình dùng là tại vì có chiêu này, buff attack và buff speed. Thì Sinful Angelica cũng làm điều y chang buff attack và buff speed trong vòng 2 lượt. Nếu các bạn không sử dụng Sinful Angelica cho bất kỳ nội dung nào khác, các bạn có thể sử dụng lại. Tuy nhiên thì Sinful Angelica thường thì các bạn sẽ dùng ở khoảng tầm 190-200 speed đúng không? Nhưng mà đặc biệt trong cái đội hình vừa rồi thì các bạn phải giảm speed Sinful Angelica xuống còn 115 speed. Thì điều này nó sẽ không phù hợp với lại một vài bạn. Cho nên là một cách thứ hai các bạn có thể chỉnh á, chính là các bạn có thể hạ tốc độ của Ken xuống. Bởi vì là buff speed của Yuna bây giờ nó đã là 3 lượt rồi, cho nên khi mà gặp rồng á thì Ken vẫn còn mang cái buff speed trên người. Như vậy thì speed của Ken chỉ khoảng tầm đâu 160-150 là được rồi các bạn. 5 minutes later. Ken bây giờ chỉ còn có 167 speed thôi các bạn. Thì mình chỉ đơn thuần là phá cái set speed đi thôi, mình đổi một món speed thành một món crit. Ok, và với cái đội hình này thì đầu tiên vẫn sẽ là Ken đi trước. Ken sẽ không có đi trước tiên nữa bởi vì mình đã hạ speed xuống rồi. Nhưng mà vẫn đủ để có thể đi trước trong toàn bộ đội hình. Và cũng tới Serie sẽ debuff và Secret sẽ tiêu diệt và một trong hai con creep. Và đến lượt Yuna thì Yuna cũng sẽ buff lên một cái buff attack và buff speed trong 3 lượt. Sau đó thì Ken và Serie sẽ tiêu diệt con creep còn lại. Với cái món đồ mới này thì Ken có thể tiêu diệt luôn con creep này các bạn, nên là cũng hên. Và xong rồi đến gặp rồng thì 167 speed cộng cái buff speed vẫn không đủ tốc độ để speed con rồng. Như các bạn thấy để speed con rồng thì khoảng tầm 240-250 speed gì lận. Nhưng mà ở đây thì Ken vẫn đi sau và kéo phá giáp Series đi, và cuối cùng là Secret có thể one shot luôn. Thì đó là cái cách sửa thôi các bạn, rất là dễ, các bạn chỉ cần hạ speed Ken xuống là được. Hạ đến mức khoảng tầm 150-160 gì đó là ok rồi các bạn. Thì các bạn có thể phá cái set speed này đi, hoặc là các bạn có thể đổi cái giày. Nếu như các bạn dùng giày speed á thì có thể đổi thành một cái giày khác có chỉ số attack hay là chỉ số máu gì đó, và có cái sóc dưới này là speed nè. Như vậy thì cũng sẽ vừa đủ để Ken thực hiện chức năng của mình trong hình rồng.
Ok, và đó là cái cách mà mình sửa lại cái theme quanh shot rồng các bạn. Thì một video ngắn thôi, hy vọng là clip sẽ có ích cho những bạn nào còn dùng cái theme quanh shot 100% này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau ha. Tạm biệt các bạn, bye.